Do Nga là nước ủng hộ sử dụng doping, nên đội tuyển quốc gia Nga đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế cấm tham dự Thế vận hội mùa đông năm 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết các vận động viên Nga trong sạch, tức là chưa từng dính dáng đến doping, vẫn có thể tham gia thi đấu nhưng không phải dưới lá cờ của Nga mà là dưới lá cờ trung lập và phải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Chủ tịch Thomas Bach cũng cho biết, Nga ủng hộ sử dụng doping thật sự là một đòn công kích mạnh đối với Thế vận hội Olympic. Sau khi nghiên cứu những bằng chứng xác thực về việc Nga ủng hộ vận động viên sử dụng doping trong nhiều năm qua, Ủy ban Olympic quốc tế mới ra quyết định hy hữu như vậy.